Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khá nhiều khu tập thể cũ và điểm giống nhau nhiều nhất đó chính là hình ảnh những chiếc chuồng cọp được hàn gia cố chắc chắn như những chiếc lồng sắt và để có thể tăng diện tích sử dụng. Và tất nhiên kéo theo đó sẽ là những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn cháy nổ. Trong chuyên mục Đúng hay sai hôm nay chúng tôi mời đến trường quay Đại úy Ngô Kim Tuyến, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Nam Từ Liêm sẽ giải đáp về vấn đề này. Xin kính chào Đại úy Ngô Kim Tuyến. Chào MC Hồng Hạnh, chào quý vị khán giả. Trước tiên thì mời đại úy Ngô Kim Tuyến cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi clip tình huống ngay sau đây. Gia đình bà B mới chuyển đến sinh sống tại một căn hộ ở tầng 5 khu tập thể cũ. Sau ít ngày, cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố đã đến nhắc nhở gia đình bà phải mở thêm lối thoát hiểm thứ hai để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên bà B rất băn khoăn về việc này, bởi nhà bà tận tầng 5, nếu mở thêm cửa ở lồng sắt thì dễ trở thành lối ra vào cho kẻ trộm và chẳng may có cháy xảy ra thì làm thế nào có thể xuống tầng 1 qua lối ban công. Thưa đại úy, qua tình huống chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy rằng là cái điều băn khoăn của bà B cũng rất hợp lý và anh thấy thế nào, liệu đó có phải là khó khăn với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi mà vận động người dân mở lối thoát hiểm thứ hai trong nhà của mình hay không ạ? qua theo dõi thì tôi thấy tâm lý của bà b hoàn toàn dễ hiểu bởi tâm lý chung của người dân hiện nay là đề phòng trộm cắp có thể xảy ra bất cứ lúc nào còn đề phòng xảy ra cháy cũng là tâm lý cũng là hên xui thôi và tuy nhiên thì cái hậu quả của hai cái việc này nó nghiêm trọng khác nhau việc của chúng tôi là để mọi người có cái nhìn đúng đắn và có cái nhận thức để hài hòa với hai cái tình huống này. Cái việc mà mở cửa lồng sắt này nó chỉ có giá trị thoát nạn khi kèm các cái điều kiện bổ sung. Ví dụ khi mở cửa lồng sắt song sắt cửa sổ hay là mở cửa sắt tầng tum thì cái việc mở cửa đấy phải đảm bảo thứ nhất lỗ mở đủ cho người di chuyển thoát nạn. Cái thứ hai từ lỗ mở đấy chúng ta có thể thoát sang ban công nhà bên cạnh, mái nhà liền kề. À, và, và thứ ba là à, có thể từ cái vị trí mở cửa đấy thì à, ta phải trang bị các cái thiết bị hỗ trợ nữa, ví dụ như là ống tụt hay à, dây hạ chậm thì cái việc mở cửa lồng sắt đấy nó mới cái có hiệu quả trong thực tế về cái việc mà thoát nạn vâng với những điều mà anh người chia sẻ thì anh có thể nói rõ hơn là đối với những người dân mà người ta sống ở những cái khu chung cư và tập thể cũ ấy, làm thế nào để có thể tìm được ra cái lối thoát hiểm một cách dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất và lối thoát hiểm thứ hai trong trường hợp này thì sẽ phát huy như thế nào đối với chung cư tập thể cũ mọi người dân cũng nên lưu ý về cái việc mà giữ cho lối và đường thoát nạn thông thoáng ví dụ như là không bố trí đồ đạc vật dụng trên hành lang cầu thang và có một thực trạng hiện nay là các cái chung cư tập thể cũ là các tầng hoặc nhánh tầng bố trí các cửa sắt để đảm bảo an ninh thì những cái đấy mọi người cũng lưu ý để à, hạn chế có thể không bố trí trường hợp mà vẫn có bố trí rồi thì nên để chìa khóa ở vị trí thuận tiện để có thể sử dụng và mở cửa kịp thời khi xảy ra sự cố. À, vâng, xin được cảm ơn những thông tin rất hữu ích của đại úy Ngô Kim Tuyến. Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với câu hỏi tình huống dành cho khán giả. Khi thấy báo chí đưa tin về một số vụ cháy nổ xảy ra gần đây khiến nhiều người bị tử vong do trốn trong nhà vệ sinh, gia đình ông T đã rất lo lắng và tranh luận với nhau về phương thức thoát nạn khi có cháy xảy ra trong nhà, đó là trốn vào nhà vệ sinh và lấy khăn ướt trùm mặt hoặc đóng kín cửa phòng và chèn kín các khe cửa. Do đó ông Tê muốn hỏi làm thế nào xác định đường và lối thoát nạn an toàn khi cháy xảy ra ở nhà độc lập hay chung cư. Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sống và làm việc theo pháp luật của Đài Hà Nội ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.